trắng da dùng glutathione làm trắng da và tăng cân thì phải làm thế nào? Cùng tìm hiểu bác sĩ có video hôm nay, cách không tăng cân khi bổ sung glutathione. Hello, lại bác sĩ đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Và thành ra những bạn lần đầu lên kênh này, bác sĩ Hiếu có kênh fanpage là bác sĩ Hiếu và group cộng đồng trong xã khoa học. Hãy tham gia để đón nhận buổi livestream miễn phí cho bác sĩ Hiếu. Ok, và cái lý do của video này bởi vì là hầu hết các bạn khi mà bổ sung các cái vitamin trắng da thì chúng ta rất sợ là tăng cân đúng không? Sợ ta bị mập lên, chúng ta bị phì nhiêu hơn. Mà nhất dáng nhì da mà cơ thể phì nhiêu thì không thể hạnh phúc được. Đây là lý do bác sĩ làm video này, nên là hãy cố gắng xem đến cuối video này. Bạn đừng quên comment câu hỏi của bạn xuống để bác sĩ lên các video để giúp bạn giải thích các vấn đề chúng ta thắc mắc. Ok, điều số 1 đó là glutathione là gì? Thì glutathione nó là một cái tripeptide và được tổng hợp bởi ba nguyên tử axit amin, gồm có là glutamate, lecithin và glycine. Thì ba thằng này bản chất của nó là các cái axit amin gắn với nhau. Thì khi bổ sung vào trong cơ thể chỉ có một lượng nhỏ là glutathione được hấp thu trực tiếp, mà cũng có một phần là được phân tách ra, nó cắt thành các đoạn nhỏ và lấy những cái thành phần cần thiết để đi tổng hợp ra các protein mới. Đấy là lý do tại sao ta hay bổ sung. Điều số 2 nữa đó là cái tác dụng của glutathione thì đã có rất là nhiều nghiên cứu làm, như là tăng cường sinh lý nam giới này, hay là tăng cường sức đề kháng, chống gốc tự do, chống oxy hóa. Thì cái gốc tự do ở đây nó rất là quan trọng, bởi vì là cái gốc tự do là cái yếu tố sinh ra trong quá trình chuyển hóa cũng như là gặp ánh nắng mặt trời. Thì khi mà chống gốc tự do thì cơ thể mình sẽ được giảm cái nguy cơ bị lão hóa da và làm cho cơ thể mình nó được trẻ trung đẹp lâu hơn. Thế là người ta hay dùng. Phần số 2 đó là phải hàm lượng glutathione dùng hàng ngày là bao nhiêu. Nếu như các bạn dùng với liều là bổ sung để tăng cường sức đề kháng hàng ngày, bạn có thể dùng liều là 500mg một ngày. Còn nếu như các bạn muốn dùng với cái hàm lượng để làm trắng da tại nhà thì các bạn có thể dùng đó là 1000 đến 2000mg, tức là 1-2g một ngày. Nhưng tuy nhiên thì cái giá thành của glutathione nó rất là đắt, nên là các bạn cũng có thể dùng cái liều duy trì là khoảng 500mg thôi. Nhưng thực tế thì nếu như mà so với cả cái việc chi phí bỏ ra mà mình có thể làm trắng tại nhà hiệu quả thì nó cũng không quá là khó đâu, các bạn thử tưởng tượng mà xem. Rồi, vậy thì cái hàm lượng thì bác sĩ cũng sẽ chia sẻ luôn cho các bạn một vài cái tip để dùng. Cách số 1 đó là các bạn hãy dùng liều là 2000mg, là 2g một ngày liên tục trong 3 tháng. Sau đó là chúng ta giảm xuống là uống 500-1000mg liên tục mà mình duy trì. Điều số 2 đó là các bạn có thể dùng luôn là 500-1000mg một ngày và dùng duy trì mãi mãi. Uống glutathione có được lâu dài hay không? Thì câu trả lời đó là có. Tại sao như vậy? Bởi vì là bản chất nó là các cái axit amin, thì khi bổ sung vào cơ thể nó sẽ làm cho cơ thể mình tăng cường sức đề kháng là khỏe hơn. Nó cũng giống như việc là chúng ta ăn hàng ngày ấy, thì nói rằng là mình bị phụ thuộc AB ấy, thì đây là một cái quan điểm rất là sai lầm. Vì các bạn hãy hình dung là khi ăn buổi sáng thì buổi trưa vẫn cần ăn lại, vẫn đói đúng không? Thì glutathione bổ sung thì nó phải được dùng, nó chuyển chuyển hóa chứ. Làm sao mà nó uống vào nó dự trữ giống như các bạn có tiền mình mua vàng đúng không? Chữ vàng để đấy. Hay là mình có cách nào đó để ghim glutathione lại mỗi vùng da một tí đấy, để làm cho nó không mất đi thì các bạn đỡ bổ sung tiếp. Thế các bạn thích cái cách nào? Thì đây là các bạn cũng rất là hiểu rằng là đương nhiên là mình bổ sung thì nó phải giảm hàm lượng đi theo thời gian, cơ thể mình phải dùng mất. Thế nên là cái việc mình bổ sung lâu dài nó là được. Phần số 3 đó là năng lượng bổ sung mỗi ngày nếu chúng ta uống đủ liều. 1g glucid thì ra được 3 kcal, 1g protein là 4 và 1g lipid là 9, đúng rồi, là 9. Thế thì khi bổ sung maximum 2g protein thì mới thu được 8 kcal, tương đương với 1g thể trọng của chúng ta. Thì lấy đâu ra năng lượng mà tăng cân được nhiều như thế? Các bạn hình dung không? Bởi vì để tăng được 1g cơ thể thì cần 8 kcal và 1 cân là 8000. Nên là cái việc glutathione mà tăng cân thì bác sĩ nghĩ rằng các bạn phải uống tầm 1 cân một ngày, không đến nhiều quá 100g một ngày. 100g một ngày trong 1 cân là thành ra thừa đạm, rất là nguy hiểm. Thế thì tại sao dùng glutathione mà người ta tăng cân? Thì cái lý giải này, cái glutathione ấy thì nếu các bạn dùng đơn chất thì nó còn đỡ, nhưng mà nếu bạn dùng thêm cái loại mà có yếu tố vi lượng thì nó sẽ làm tăng cường chuyển hóa. Vì là cơ thể chống lão hóa, chống oxy hóa thì hấp thu tốt hơn thì mình phải tăng cân lên là đúng, gì nữa đúng không? Nhưng mà thực tế là khi mà các bạn bổ sung cái viên uống này thì cơ thể mình nó happy, nó hạnh phúc hơn, thì mình sẽ ăn uống ngon miệng hơn và các bạn dễ tăng cân hơn. Thực tế việc tăng cân nó phải rất là khoa học, đó là mình phải bổ sung cái năng lượng lớn hơn nạp vào
và cái hiệu suất chuyển hóa phải rất cao trong một vài bệnh lý thì nó mới tăng cân được nhanh như thế. Nên là gấu thay ông nó không tăng cân mà nó giúp tăng cường sức đề kháng, thì cơ thể có thể hấp thu tốt hơn thì mình sẽ tăng cân nhẹ. Còn lại thì nó không có bằng chứng chứng minh nó tăng cân đâu. Các bạn hãy cứ yên tâm và tìm cho mình cái giải pháp đó là ăn ít hơn này, hay là tập tành thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng sẽ giúp bạn có một cái sức khỏe và sinh lý tốt. Ok, nếu bạn thích series này đừng quên like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn và xin chào.